Và theo như cái cảm nhận cũng như cảm quan của mình thì mình thấy cái mẫu bi gầm này là mình khá là ưng. Thứ nhất là nó sẽ có chế độ pha cốt thì nó sẽ trợ được cái ánh sáng pha cho những cái chiếc xe của chúng ta. Thì thường là những anh em mà đã gắn lên những cái đôi bi gầm như thế này thì những cái ánh sáng ở trên những cái xe đó thường là ánh sáng nó khá là tối, cái tầm nhìn nó bị hạn chế, cảm giác nó sẽ có cái nguy hiểm khi mà chúng ta vận hành ở trên đường. Thì những anh em mà đã lựa chọn những cái sản phẩm bi như thế này thì anh em nên sử dụng những cái phần bi mà có chế độ pha cốt thì nó sẽ có cái ánh sáng cốt cắt rất là đẹp, cộng với là ánh sáng pha nó sẽ trợ cho cái đèn pha của các bạn khi mà các bạn vận hành cũng như là đi trên những cái quãng đường dài thì khá là ok. Đó. Thì cái sản phẩm này thì mình thấy là khá là hữu ích cho những anh em nào mà có những cái chiếc xe mà lâu năm đi đèn bị tối, hoặc là những anh em nào mà có những cái chiếc xe mà cái phần bi zin ở trên xe của các bạn ánh sáng nó không được như ý, thì anh em có thể nâng cấp lên cái dòng bi này cực kỳ là nhỏ gọn. Đó. Thì cái sản phẩm này thì mình thấy ưng ý hơn là những cái sản phẩm sử dụng là bi xenon. Những cái sản phẩm sử dụng bi xenon thì nó có thêm nhiều những cái dây rắc lằng nhằng ở ngoài, ba lát các thứ to chà bá ra, và nó thêm rất nhiều những cái dây rắc nữa, cực kỳ là mất thẩm mỹ. Thì cái phiên bản này thì anh em thì thấy là rất là nhỏ gọn này. Đó, cái phần driver của nó bé, to hơn một ngón tay của mình một xíu thôi. Đó, dây rắc thì rất là ngắn gọn. Đó, thì cách cắn cực kỳ là đơn giản, đẹp mắt. Bây giờ là mình sẽ test cái mẫu bi gầm 3 inch mới cho anh em coi nhé. Mẫu này là tiêu chuẩn chống nước IP67, ngấm nước thoải mái anh em nhé. Đó, thì anh em có hỏi về cái độ rộng của cái ánh đèn này thì anh em thì thấy là đây là một bóng của mình soi. Cái máy quay của mình nó không bắt hết được cái độ rộng của cái bóng đèn luôn anh em nhé. Đó, đây là chế độ cốt này. Mình nâng lên nhớ soi được đến tận cái nhà đằng xa đằng kia. Và bóng có chế độ pha anh em nhé. Bóng có chế độ pha. Pha. Cốt. Pha. Đấy, mình sẽ để đằng sau máy quay để cho nó rõ này. Đây là chế độ cốt này. Pha. Đó, thì anh em thì thấy là chế độ pha nó rất là đẹp. Đây mình sẽ quay gần cho anh em coi. Đây là chế độ cốt, chế độ pha. Đó. Cốt pha. Chế độ pha của nó là ánh sáng nó sẽ gom tập trung ở điểm giữa. Đó, bóc về cho anh em luôn. Đây anh em có thể coi. Mình quay buổi tối này là máy quay của mình rất khó lên nét. Đó, anh em thấy là đường cắt cực kỳ là đẹp này. Bao phê cho anh em luôn này. Chế độ pha. Cốt pha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em.